Chiều ngày 15 tháng 2 năm 2024 nhằm ngày mùng 6 tháng Giêng năm Giáp Thìn, tại chùa Sim Cán, xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã trang trọng diễn ra lễ khánh thành ngôi bảo tháp sau hơn một năm xây dựng trong niềm vui của chư tôn đức và quý Phật tử. Buổi lễ với sự chứng minh của Hòa thượng Lý Sa Môn, thành viên Hội đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chư tôn đức các tự viện Phật giáo Nam Tông và đông đảo Phật tử thiện nam tín nữ. Hòa thượng Dương Quân, trụ trì chùa cho biết, ngôi bảo tháp được khởi công vào ngày 9 tháng 3 năm 2022 và hoàn thiện vào tháng 6 năm 2023. Diện tích là 9 x 12m, cao 18m, tổng kinh phí xây dựng là 1 tỷ 236 triệu đồng, do ông Lê Tấn Cường, bà Nguyễn Thị Minh Giang và các con Lê Minh Thiên Ngân, Lê Hải Vân, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh phát tâm cúng dường. Ngôi bảo tháp được xem như bảo tàng quý báu của chùa Sim Cán, thể hiện tấm lòng tri ân và báo ân đến những bậc tiền bối hữu công khai sáng và phát triển bổn tự, cũng như lưu lại lịch sử thành lập chùa và chứng điệp của chư vị trụ trì qua các đời, để con em đồng bào Phật tử hiểu biết và ghi nhớ công lao của quý hòa thượng thượng tọa. Nghi thức cắt băng khánh thành trong niềm hoan hỷ, thượng tọa trụ trì trao tặng bằng tuyên dương công đức đến quý Phật tử đã phát tâm cúng dường kinh phí xây dựng. Quý Phật tử cũng kính dâng chư tôn đức nhiều phẩm vật, chúc mừng sự thành tựu ngôi bảo tháp vô cùng quan trọng này.